Bây giờ bác được cá lóc lên cho mình xử lý luôn. Xử lý tại chỗ hấp đu đủ. Đu đủ có sẵn. Trời ơi. Chưa hết mà thấy thiệt hạ rồi. Đi đằng kia kìa. Trường xuống đáy trường đáy không nổi đâu, đảm bảo luôn á. Đồ quần xuống chứ đâu mà. Đừng ông chơi về quay phim. Quay phim chứ. Nhiều con lắm. Con không. Nhiều con lắm. Quá. Đó, chết cho rồi. Giờ. Yeah. Không sao, không sao. Chiếu cầm giật. Nặng lắm nữa nè. Mò thôi chứ. Này có một cái kia này quá. Này có một bọc nè. Bán đi, bán đi. Bán. Hiếu, hiếu, hiếu. Ngày từ đó nó hiếu. Dạ thấy nó cái lóc nó đó. Thế. Trời ơi, mò đi ông nợ. Được một con rồi. Nó mà đuối với buồn cái nào mò sao sao xuống. Có sẹt cái lái không? Nó sẹt hả? Thế còn lái cái bỏ vô. Nè nè Hiếu nè. Đâu? Bác cố gắng bác được một con nha. Lái cái lái dưới đây gì? Hử? Cái chảo lũi ghê lắm. Cái tàn vào đúng chân em á. Lúc đầu nó nhanh cạn mà tới mực nước này nó lâu cạn quá trời. Cuốn đi. Cuốn gì? Thì cái chi vô đây cuốn đi. Cuốn không? Cuốn mờ vô đây cuốn đi bôi thầy có nhanh lắm. Dám làm này nước nhiều lắm á. Nhiều mà nhiều. Hiếu này, hiếu này, nhìn này, nó đó, này. Hiếu, nhìn này, nhìn này. Nghe góc này nó. Nó. Đó. Nó này con cá lóc hồi nãy giờ mình cũng xuống nên mình không có quay phim được, mình xuống mình ngang đâu mình tắt nước á chứ nước nhiều quá tắt được. Hai cá lóc, hai cá trê chưa còn nữa chứ, còn nữa bắt nữa mà tí nữa chứ tí nữa vô làm gì hay cá lóc đây cá lóc mời à, cá trê ấy giờ mỗi nhỏ mỗi con đi mà năm mạ con tám con 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 quá dữ quá. Cũng không có trên nữa. Xuống bắt tiếp đi. Chết rồi. Cô qua đi. Nhìn Hiếu rồi. Chết rồi, dính nó quay rồi. Quậy lên đi. Không có bác cá nhỏ không đi Hiếu ơi. Bác có cá nhỏ bác luôn đi. Nhìn mẹ có. Nè, dục vô cảo kìa, rổ kìa. Cái con này bé nó trúng vào quần à. Hử? Trúng nào? Bước là bước. Quậy vô nước đây nè, nãy mình cũng lội. Tay chân dính nè. Mới lên rửa. Tay có đồ lo này quá. Bỏ vô cảo nó rửa. Cầm qua cái này. Hả? Đi vô. Bắt lại. Trời ơi, trong đó có cá nữa. Thì kìa chú Hiếu có con kìa. Cái xô lại cho Hiếu. Mình bắt xong rồi. Cũng không được nhiều lắm. Bây giờ mấy dịch tiếng gà nó xuống nó mót kìa. Hiếu với Trường vô trước rồi. Giờ mình cũng vô rửa, vô lắm. Cá nhảy. Nước trong mà quần mới qua được chứ. Đem lại cho mắt nè. Tắm luôn nè.
Anh chị tám luôn đi. Lấy cái cạo, cái rổ đâu? Cái rổ đâu? Đi, bậy, bỏ vô. Bỏ vô. Thôi được rồi. Bây giờ mình... Làm nước ra, thay nước cho nó ta. Làm nước ra. Thử cái rổ đây là chụp là xả ra. Rồi. Mình cũng loại bùn nên nó quay hơn cầm nó xả đi. Dài lần là sạch thôi. Hết nước rồi. Một lần nữa là nhau. Quậy quậy. Ghê. Rồi Hiếu lại lấy cái xô kia luôn Hiếu. Cứ thấy con kìa. Trời ơi, đồ Hiếu rồi. Còn có. Ê. Đây. Còn đây là cá nhỏ. Để mình hiếu mình lọc đây luôn Hiếu, lọc đây. Ông quay đó đi. Đúng rồi, cái thao này là ok. Được mấy cái lóc, một cái tê con. Cái con mình lắm. Đây mưa cho. Thì phải bóng nhà từ từ thế đi. Cá con còn nhiều lắm nhưng mà Hiếu Minh Trường nó cứ nó lo nó mòn bắt cá lóc không. Thôi được rồi. Để nhưng ông cầu hoàng đơn bắt cá.